Ngày 18 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Mỹ Hạnh, 26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp về tội môi giới mại dâm. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức hoạt động môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh, hot girl. Phòng PC02 tạm giữ Hạnh để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Hạnh từng là tiếp viên của một hãng hàng không và đã nghỉ việc từ ngày 5 tháng 10 năm 2022. Theo điều tra, Hạnh có quá trình làm việc lâu năm, thường xuyên tiếp cận với nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không Việt Nam, các hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng. Hành xây dựng hình tượng cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội với hơn 300.000 lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, thường xuyên phơi bày, phô trương cuộc sống sang chảnh, check-in, du lịch tại những nơi nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền nhằm chiêu dụ các cô gái trẻ lười lao động, hám lợi và lôi kéo họ tham gia vào đường dây mại dâm do mình điều hành. Hiện hành quản lý trên 30 gái bán dâm, trong đó có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không và nhiều hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng với giá bán dâm từ 1.000 đến 3.000 đô la Mỹ một lượt. Ngoài việc môi giới cho gái bán dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hạnh còn môi giới cho gái bán dâm đi tour, đi tỉnh với số tiền thu lợi rất lớn. Số tiền bán dâm một lần khoảng 27 triệu đồng, khách đi qua đêm với giá khoảng 60 triệu đồng. Hạnh thu tiền trực tiếp qua chuyển khoản của khách mua dâm và chuyển trả cho gái bán dâm mỗi lần môi giới thành công. Hạnh được hưởng 7 triệu đồng một lần môi giới. Ngoài việc môi giới mại dâm, Hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá tương tự qua một số người nổi tiếng môi giới cho các đại gia tại địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu.